Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, theo quý vị vận xui là như thế nào? Theo quan điểm của các nhà tâm linh học thì cho rằng vận xui là một sự an bài đã được ông trời sắp đặt trước cho mỗi người. Theo quan điểm của tử vi, những gia chủ gặp xui xẻo là do đến thời vận, gặp năm xui tháng hạn, xung khắc với những thời điểm xấu. Theo đó, trong ngày hôm nay trở về sau, vận xui bắt đầu đeo bám theo những con giáp này, khiến vận số của họ đi xuống tận đáy cùng của xã hội, không ngóc đầu lên được. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự cũng gặp phải bế tắc, thậm chí là tán gia bại sản, bán nhà trả nợ, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị đang lo lắng thắc mắc liệu mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không? Kênh Phong thủy Gia Cát sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Con giáp gặp vận xui đeo bám triền miên ngày hôm nay là những người tuổi Sửu. 1. Tuổi Sửu. Thưa quý vị, theo các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo, trong ngày này, người tuổi Sửu gặp ngày tương xung nên vận trình tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm mà bạn không thể lường trước hết mối nguy. Nếu đã không thể phòng tránh ngay từ đầu, bạn nên cố gắng giữ sự bình tĩnh để có thể sáng suốt đương đầu với mọi rắc rối. Các mối quan hệ xã giao của Sửu trong ngày này cũng chưa thực sự suôn sẻ như ý muốn. Có thể bạn có lòng tốt, quan tâm và nhắc nhở người khác, nhưng đồng nghiệp lại hiểu sai và cho rằng bạn đang cố lên mặt dạy đời. Chính điều này khiến đôi bên có hiểu lầm, không khí trở nên căng thẳng. Chuyện tình cảm trong hôm nay cũng không có tiến triển thực sự rõ rệt. Tình cảm chiến tranh lạnh này đã kéo dài được một thời gian rồi, nhưng bạn vẫn chưa thể tìm được cách để hóa giải và tháo gỡ với người ấy. Thái độ hờ hững của đối phương cũng khiến bạn gặp nhiều khó khăn. Và để hóa giải vận đen chưa mười may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay. Con giáp tiếp theo chúng ta xét đến là những người tuổi Tuất. 2. Tuổi Tuất. Thưa quý vị, ngày Mùi Tuất tương phá, tuổi Tuất có thể bị tiểu nhân chọc phá, chơi xấu trong ngày hôm nay. Vốn là người hiền hòa nhưng với sự việc xảy ra lần này, bạn không khỏi bức xúc. Đôi khi bạn giúp đỡ người khác một cách vô tư nhưng lại vì đó mà chịu điều tiếng xấu. Ngày này bạn cũng được khuyên chớ nên vội vàng đưa ra quyết định gì liên quan tới chuyện tiền bạc. Càng là giao dịch số tiền lớn thì càng cần hết sức cẩn thận vì có thể mắc phải sai sót. Bên cạnh đó cần tránh xa những trò đỏ đen, giữ chặt túi tiền của mình để phòng trộm cắp. Chuyện tình cảm lứa đôi cũng không có nhiều biến động. Tuổi Tuất và một nửa vẫn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên nên tình yêu luôn đong đầy. Thường ngày bạn cũng nên chủ động bày tỏ cảm xúc, đừng lúc nào cũng cố che giấu. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Sần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai. Con giáp thứ ba là những người tuổi Tý. 3. Tuổi Tý. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo, người tuổi Tý có một ngày khá vất vả nhưng thành quả chẳng đạt được là bao do ảnh hưởng của cục diện tương hại thái tuế gây ra. Ngày này bạn tốt nhất không nên mưu cầu toàn tính làm ăn, đầu tư vì kết quả sẽ không quá khả quan. Hung vận quá lớn còn cảnh báo bản mệnh về nguy cơ xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá xấu tay hỏng vụ oan, hủy hoại danh tiếng của bạn. Bạn nên thận trọng và cảnh giác trong từng lời ăn tiếng nói, đặc biệt là cần phải kiểm tra kế hoạch đã hoàn thành thật kỹ càng trước khi giao nộp, kẻo có kẻ lợi dụng sơ hở để nắm thóp. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Ngày Thủy Thổ xung khắc, con giáp này và nửa kia có thể xảy ra nhiều vấn đề xung khắc
khi cả hai đều coi trọng cái tôi của mình hơn là lắng nghe và cảm nhận xem nhiều đối phương thực sự muốn là gì. Khoảng cách ngày càng xa sẽ giết chết tình yêu của hai bạn. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã xét được 3 con giáp. Để biết mình có nằm trong những con giáp xui xẻo trong ngày hôm nay hay không, xin mời quý vị đến với con giáp xui xẻo thứ tư, đó là những người tuổi Dần. 4. Tuổi Dần. Trong ngày bị hung tinh kiếp tài chiếu mệnh, tuổi Dần chẳng những gặp khó khăn trong việc tìm cách cải thiện thu nhập mà còn dễ thất thoát một khoản không nhỏ do đặt niềm tin sai chỗ. Bạn quá dễ tin tưởng người khác mà không kiểm chứng thông tin nên bị lừa gạt là điều dễ hiểu. Con giáp này cần xem xét lại các mối quan hệ của mình, đừng dễ dàng trở nên thân thiết với những người mà chưa thực sự biết họ có đáng để tin tưởng hay không. Nếu như trong niềm tin của mình cho người không xứng đáng, bạn vừa hỏng việc lại còn phải trả giá bằng tiền bạc nữa. Cũng trong ngày này, chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu sa sút, người ấy đang cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Trong mối quan hệ này, khi lúc nào bạn cũng muốn kiểm soát đối phương, mỗi người đều cần có không gian riêng, bạn nên tôn trọng điều đó. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Con giáp xui xẻo thứ tư, để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị. Đó là con giáp xui xẻo thứ tư. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị đến với con giáp xui xẻo thứ năm trong ngày hôm nay. Đó là những gia chủ tuổi Mùi. 5. Tuổi Mùi. Hôm nay, năng lực làm việc của tuổi Mùi được dịp phát huy triệt để. Tuy nhiên có vẻ như bạn không được cẩn thận cho lắm. Có việc tưởng đã hoàn thành nhưng bỗng xảy ra sơ suất dẫn đến phải làm lại từ đầu. Nếu không bỏ tính cẩu thả này và rèn cho mình thói quen cẩn thận hơn thì công việc khó mà thuận lợi được. Thiên tài sẽ mang tới tin vui tài chính cho con giáp này. Nếu đang có ý tưởng kinh doanh nào, bạn nên bắt tay thực hiện ngay. Đây là thời điểm vô cùng thích hợp để bạn thực hiện những dự án ấp ủ còn đang dang dở. Tỷ lệ thành công không nhỏ đâu. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, nếu vẫn muốn mối quan hệ tiếp tục, bạn nên xem xét lại thái độ của mình suốt thời gian vừa qua. Dường như bản mệnh đang quá thờ ơ và vô tâm trong chuyện tình cảm. Điều này sẽ khiến đối phương tổn thương, chuyện tình yêu cũng dễ tan vỡ. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ 5, tiếp theo con giáp xui xẻo thứ 6 trong ngày hôm nay không thể không kể đến, đó là những gia chủ tuổi Dậu. 6. Tuổi Dậu. Do bị ảnh hưởng của hung thần thiên quan, tuổi Dậu dễ gặp nhiều điều xui xẻo xảy tới trong ngày hôm nay. Con giáp này có thể bị đối thủ chơi xấu, gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy bản mệnh phải hết sức thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Vận tài lộc tụt dốc, tiền bạc nhanh chóng tiêu tan. Người tuổi này có thể sẽ gặp họa vì sự cả tin của mình. Bản mệnh vô cùng muộn phiền vì không những mất tiền mà tình cảm cũng đổ vỡ. Đây quả là bài học đắt giá dành cho bạn. Bù lại, tình cảm tốt đẹp giúp vất vát phần nào vận trình của tuổi Dậu trong ngày này. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong tình yêu, con giáp này có thể yên tâm hơn khi luôn có người ở bên cạnh và tâm đầu ý hợp với mình. Tình yêu cũng giúp cho bản mệnh có thêm động lực phấn đấu trong công việc. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.